World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra với thể thức đồng đăng cai và có sự tham gia của các quốc gia ở châu Đại Dương. Đây là giải đấu mở rộng lần đầu tiên sau khi FIFA tăng số đội thi đấu lên thành 32, từ 16 lên 24 đội và nay lên tới 32 đội. Sự mở rộng này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ trên toàn cầu. Châu Âu là một trong những nơi phát triển mạnh mẽ bóng đá nữ, với trận chung kết Champions League thu hút tới gần 90.000 khán giả. Dự kiến có khoảng 2 tỷ lượt khán giả sẽ theo dõi World Cup nữ 2023. Với sự mở rộng, giải đấu đón nhận nhiều bất ngờ và cạnh tranh gay gắt. Các đội tuyển như xứ Wales, Zambia, Việt Nam và Bồ Đào Nha đã thể hiện tiến bộ và khả năng cạnh tranh với các đại gia bóng đá nữ. Việc dự World Cup nữ cũng mang ý nghĩa quan trọng với các đội tuyển mới, là động lực thúc đẩy họ phát triển hơn nữa.